Rồi ok, là cuối tập trước chúng ta đã được Dandelion cho biết được là Cheese đang đợi trên gác, thằng Avalanche cũng đang đợi trên gác, và Jennifer thì đang đến cái khu quán rượu gì đấy rất là vớ vẩn để uống. Mà chết chết mẹ, đây là cái chỗ mình vẫn hay đến đây để gọi là bóc bánh trả tiền ở đây mà. Tôi bỏ con mẹ rồi, vợ ơi là vợ. Cái này không biết là mấy cái con kia nó có lẻo mép nó có kể gì cho vợ mình nghe không đây. Chết chết tôi rồi. Rồi ôi là rồi ôi, em ơi sao em lại ở đây? Chúng ta có nên làm gì với cô ấy không? Như lần trước á, vãi cứt, bà nói thế thì lộ mẹ nó hết rồi, còn như lần trước nữa chứ. Em ơi đừng 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 tin lời nó nói, nó lừa em đấy. Ở đây con nào nó cũng nói thế cả. Gặp ai nó cũng như lần trước. Chết chết chết. Nhưng mà sao đến đây cơ chứ? Jennifer bản tính quái dị thế nhỉ? Anh thật sự không thích chỗ này tí nào cả. I'm afraid the dishwater's as good as it gets in this establishment. Imlarith, was that your idea or Ciri's? Ciri's. As I thought. I'm glad you went with her. I thought you'd be angry. Angry? Why? Because you supported Ciri in her decision? Or because you fought Rồi, by đấy, her side? Jennifer rất là mạnh mẽ nhá. Nói chuyện rất là cương quyết. And the female part of the continent's population would be drowning in tears. You won. No point bothering with what ifs. Đúng rồi, không có quan trọng hay chẳng may gì ở đây cả. Ơ nhưng mà em làm gì ở đây mới được chứ? Charming place. Why are you here? I was able to establish Margarita's whereabouts, the prison in Oxenfurt. I also learned the identity of a man who escaped from there. He should have. À, có một người từng ở nhà tù sẽ đến đây. Ông ấy từng trốn thoát thành công. What do you know about this fugitive? I know he's the only one ever to escape from Darad. Every guardsman in the city now seeks him. Tưởng cô này lại có sở thích quái dị đến đây làm gái. À, một người tóc trắng à. Ồ, trông xấu thế, sao râu lại đen? Râu đen tuyền, tóc trắng tinh. Hay đây là lỗi đồ họa không biết. Abbe Faria. Trông xấu xí thế này đến đây làm gì cơ chứ? Phải rửa mặt đi đã chứ. We'd like to talk. Damn. Ô, vãi cướp. Thằng ăn mày mà nó huých đổ được. Mẹ phải đuổi theo rồi. Kia hả? Kia đúng không? Đúng rồi đấy. Scaled the ladder. Guess I'm in for a roof walk. Vãi cứt ngay sau đít rồi mà mình còn phải đợi nó trèo mới trèo theo được. Làm gì? Đố mày lên được cơ quan ơi. Mày lên đây, mày lên đây. Ôi chết con mẹ. Game lỗi gỡ cơ. Rồi xong, ngã đi con. Úi giời. Em yêu ăn mặc sexy quá. I said I'd found him, not that I'd spoken to him. What do you want from me? Let me be. Calm down, we just want to chat. And then stick a shift between my ribs, leave me in the gutter. Look at us. Do we look like bandits to you? Trông cũng tương đối giống cướp đấy, đừng có hỏi. No, not really. I'm glad you agree. Besides, you'd be worthless to us dead. So you shan't hurt me. No. You're gonna tell us your story, then be on your way. So be it. But we really ought to quay trở lại quán kết mà nói chuyện. Đứng ngoài này đâu có hay ho gì. Drink up. It'll help. Rồi mẹ cứ đi nhìn vú người ta thế này. What do you want? To get into Darad. Tell them you practice magic, they'll look you up lickety-split. We need to get in without anyone noticing. Tell us how you escaped, then get on with your life. They say no one gets out of Darad alive. Đâu có cách nào được vào mình. My thought, why not try it dead? Giả chết á. Burn the corpses. Ừ, đốt xác thì làm ăn gì? Until they learn
À vì ông này trốn thoát thế nên bọn nó mới đốt xác thôi. Và trước đấy là vứt xác vào một cái hố lớn. Thế là ông này giả chết à? Chán nhỉ, mẹ. Thế là không có tác dụng gì rồi. Đám lính thì sao nào? À, bọn lính thì có uống rượu trong lúc làm việc. Có nghĩa là không được cho phép đâu, nhưng mà bọn nó vẫn cứ uống. Ờ, hay quá. Có một cái lý thuyết rất là hay. Assuming we don't mind the company of decomposing corpses. And assuming you can squeeze through the grate. They barred the outlet to the river after I escaped. Explosives could take care of that. For half the city to hear us? I've a better plan. Oxenfurt was built. Oxenfurt thì được xây dựng trên khu tàn tích của người Elf. Vậy là đi tìm tàn tích. Có những đường thông. Rồi, ông có thể đi. One last bit of advice. Find a new tavern. Ừ, đúng rồi đấy. Đéo ai biết ông cả. Đến đây làm đéo gì. Whatever your plans. Có bọn lính luôn kìa. I have the work out. So do we. So long. What he said about the guards could prove handy. Rồi, xem. Bọn lính gác uống rượu. Thế nên bây giờ là có thể chuốc rượu cho chúng nó. Zoltan ought to manage it. I'll ask him. Vậy bây giờ mình cũng sẽ yêu cầu Zoltan làm cái việc đấy. Bây giờ em đi đâu ở Jennifer? Anh đi cùng em được không? Ra đường cứ chùm đầu thế này nghe cũng như kiểu là ẩn thân đến rừng ra như thế này mới là dễ lộ này. À, mình có thể gặp Jennifer ở cầu vào Oxenford. Nhưng thôi, mình sẽ quay lại gặp Zoltan, nhờ ông Zoltan ông ấy chuốc rượu bọn lính canh chẳng hạn thế. Như thế thì nhiệm vụ nó sẽ dễ dàng hơn. Cái thành ở trông nó sạch sẽ ở cái góc đẹp thôi, chứ còn những cái khu chợ này trông nó kinh thật đấy. Ướt nhạt bùn đất. Zoltan. Zoltan. They're holding Margarita at Dayrod. Got a plan to break her out, but we need your help. Nhưng lạ nhỉ? Margarita tại sao lại bọn nó không giết luôn, bọn nó lại chỉ nhốt vào tù nhỉ? Yennefer will give the signal. I'll drive through the gates and treat the guards. Oh, these are terrible times. Since the mages left town, the hunters have taken to harassing non-humans. Ờ, bọn nó quấy rối dị nhân, ông là người lùn mà. Right, didn't think of that. I'll go straight to Yen in that case. She went to find a way into the ruins. Vậy là nếu ngày xưa mà mình không giúp Chis thì khả năng bây giờ là đã nhờ ông này làm được rồi. Nếu ngày xưa mình không giúp Chis di chuyển hết đám phù thủy pháp sư đi ấy, thì có khi bây giờ là chán thật. Thiếu khi bây giờ là ông Zoltan đâu không bị gắt gao, ông sẽ đi giúp mình được. Để lề cho nó nhanh. Chạy bộ nó bao giờ. Nhưng game này mình chơi chỉ là theo cái hướng trải nghiệm thôi, chứ còn để mà cày kéo chai hát thì chưa đến tầm được. Bởi vì game này nó tương đối là khó, mình chơi chế độ dễ nhất ấy. Mình nên ngồi thiền một tí cho nó hồi lại mấy cái đồ như kiểu thuốc hồi máu hay là bom nhỉ. Rồi. Cái thành này trộm gắt gao chứ đùa đâu. Chính cái thành này là đẹp hơn Novigrad đúng không? Cô đã đợi đây sẵn rồi này. Anh đây, sao phải gọi thất thanh thế? Several. Nearest just threw a well not far from here. Did you arrange any help? We'll manage on our own. Shall we begin? Let's do this. Bắt đầu thôi chứ, anh đến đây là để bắt đầu mà.
guards don't know about the passage through the ruins? Haven't planted sentries there? They haven't. How can you be sure? Có cái giếng à? Giếng nào? Giếng ở đâu? Any and all memories of the city's elven roots. Even if anyone remembers the ruins are there, they have no recollection of how far and where they extend. And I'm absolutely certain no one's thought to place sentries there. Hope you're right. Để tiệm cắt tóc quen thuộc của mình rất hay đến cắt tóc của cái ông ở bên này. Mẹ lâu thế nhỉ? Đốt lửa lên tí cho vui. Đấy là cách thắp lửa đấy. Phóng lửa vào. Ê, cái giếng đây rồi, nhìn đây rồi. Here we are. This is it. Boulder was plugging the well until recently. Due to an edict Hemelfart issued some years ago, but I managed to find two brawny and obliging passers-by who agreed to remove the impediment for a modest fee, naturally. À, cô đã mời được hai người rời cái phiến đá đi rồi. Bây giờ mới vào dễ như vậy. I'll be able to pinpoint your location. Cô đưa cho mình một cái GPS. Not coming. Mucking through ruins and sewers. Rất là kiêu ngạo nhé. Là công việc bẩn thỉu vẫn là mình làm, cô ấy không làm. Hay lắm. Quần áo ướt, thật vui sướng. Yes, yes, cái gì mà yes? Oh shit. Có đồ. Có đồ là phải lấy. Chỗ này cũng tối tăm ấy chứ hả? Đâu có sáng sủa gì đâu trời. Chắc để dậy quái vật. Cái gì đây? Tomb Raider, kẻ cướp mộ. Có vẻ cũng có một người cũng đam mê với cả kho báu của người Elf. Xem, thám thính xem quanh đây có cái gì không? Biết đâu lại có bí mật gì sao đúng không? Fuck, chịu bitch. Có con nào nữa? Rất nhiều công thức nhé. Khả năng những cái chỗ này cũng từng được làm một cái tàn tích mà để đi kiếm cái bộ trang phục xịn ấy. Nhiều đường quá. Thôi về đường chính đi, mình cũng chả có muốn khám phá cái hang này đâu. Game này nó đồ sộ thật đấy. Chính xác thì nếu mà chơi game này ấy, thì nó có một cái gì đó nó rất là liên tưởng đến Skyrim nhá. Đủ mẹ cái con này. Mụ quỷ quyệt. Ờ không phải con này à? Mình tưởng con này là chính là cái con mà hát đắp bùn đấy. Tại bây giờ mới vào danh sách nhỉ? Chắc là nhầm lẫn gì đấy. Cũng lại vào một cái lỗ như thế. Ê đây rồi, mật thất. Mechanism's broken. Missing a piece. Thay một cái khác thay thế. Vãi cứt, tôi vẫn phải quay lại. Thế khả năng vừa lấy mình đi là đúng mẹ rồi. Thám hiểm đéo ra đâu rồi ơi. Giờ phải quay lại tìm cái mảnh gạt của nó. Đây à? Rồi lấy cái cần điều khiển này đi lắp vào cái thằng kia. Lại còn báo mấy cái người này. Một cái cơ quan mật thất giải đố. Thế thì cái đường này thông nhau ấy, mình sẽ đi đường này luôn đi. Thông nhau mà, tội gì không thử. Đó, chính là đường đấy luôn. Vậy là đi một vòng tròn, chả có cái gì ở đây cả.
có cái gì đây luôn. That ought to do it. Không có một cái bí mật gì ở đây cả. Ê, nhầm đường. Wall looks brittle. Tường để đẩy được. What the fuck? Mẹ mấy cái con này. Nó toàn tự nổ thế thôi. Mệt thế nhỉ. Cái gì đây? Cái cửa. Khóa bá rồi đâu. Trời ơi em yêu ơi, sao em để anh đi một mình thế này. Bọn thợ săn phù thủy này. Chìa khóa cống ngầm, hay quá, có chìa đây rồi. Chỗ này tối thế, bật đèn lên mày. Có hòm đồ này. Ê, đây là trên nhà tù đúng không? Chắc mình không cần phải lên trên đấy đâu. Đi xuống đây đi. Đâu rồi, cái đường cống ngầm vừa nãy đâu rồi. Đây. Tìm nữ phù thủy. À đúng rồi nhỉ, phải tìm phù thủy đó chứ. Vào nhà tù thì phải mở đường rồi mới đi chứ đúng không? Quên mất. Không có đồ để lựa mà. Rất nhiều đồ để lựa. Dầu to luôn. Có nhạc. Ui. Mẹ nhà tù rỗng thế này. Đây cô ngay đây. Úi dồi. Margarita. Vế có đẹp đấy. Who's that? Đúng cô này đẹp vãi. Đéo phải ảo giác đâu, tôi đến cứu cô thật đây này. Tôi đến thật đấy. Tôi có chìa đây rồi. À, chìa của cái lồng của cô ấy à. Giờ còn phải lên phòng của cái thằng ấy nữa. Vẫn còn cao nữa cơ. Oh shit. Tầng này không phải rồi, chỉ là tầng vui chơi của bọn nó thôi. Ít dạo lấy được mấy đồ hay ho đúng không? Vậy đúng là phải đi ra ngoài này rồi. Chỗ này thì đông vãi lìn luôn. Shit, thằng nào bắn đấy. Shit. Phải dùng cái mũi tên nào mà nó... Ê. Phải dùng cái mũi tên nào mà nó có... chảy máu, để rồi. Mẹ, cái bắn tứ tung thế này. Mẹ mày. Chạy mẹ mày đi. Mẹ mày bay đầu luôn. Mẹ mày. Chết tiệt, còn thằng nữa mà.
Ui, lấy được chìa khóa rồi, lấy được hết mọi thứ luôn đấy. Từ đó là bọn này có nhiều đồ quý quá, bao nhiêu bài ma thuật. Mình thấy có một thằng nữa trên trên, bên trên. Nó đâu? Đấm nhau tay bó mày luôn. Rồi đi thôi, cô đang đợi mình. Vừa quên mất mẹ tí nữa ngã quả này là chết luôn. Game này nó đèo lắm. Này ngã này. À không mất máu à, hay quá. Bình thường là mất máu mất một cục to nữa cơ. Đây cô phù thủy xinh đẹp. Ừ. Đi ra đây. Tôi với cô có nên làm nháy trước khi về không? Mà thôi, mẹ nó kể với Jennifer thì rách việc. Đi về luôn đi. Tôi đang cứu cô đây. À, bây giờ cầm cái GPS tôi chết quyền mày. Thế tí nữa mình sơ suất hỏng việc. Đéo gì tìm được phù thủy, nếu mà thợ săn phù thủy thì tìm đấy thì giết luôn đi. Lại còn để đây làm gì mất. I'll gladly help. If I live to see it, I must take her from here immediately. Dịch chuyển rồi, còn mình chắc đi bộ ra thôi. I can't pass through the portal with you both. You'll need to get out on your own. Được. I don't like portals anyway. Go. Chị. Nhìn dịch chuyển cũng trông cũng hơi lớn đúng không? Không có vui gì cả. À, đi bộ ra thôi. Có đó mình có một cái đường có phải đường ngang rồi. Đúng rồi, mình có mở được đường đi đường ống cống ngầm mà đúng không? Đi cống đi. Đi ra cho vui. Biết đâu khám phá được cái gì đó hay ho, đằng nào cũng trên đường đi ra mà đúng không? Úi chà. Đường bí mật à? Trông quen đấy nhỉ? Như kiểu đi đường này rồi thế đó nào ấy. Ô, đường này quen vãi cứt. Ơ, quen lắm luôn ấy. À, cái hầm này, nó không phải. À đúng rồi, đây là cái nhà của cái thằng Junior. Cái hầm đấy mình đi rồi, thảo nào là nó có cái tường bí mật đấy. Nếu mọi người không nhớ thì đây là nhà của thằng Junior. Cái thằng mà nó lôi một đống cô gái về, nó mua vui cho nó bằng cách giết người, giết người ta. Đường lên đâu nhỉ? Hay là khóa luôn rồi hay sao ấy? Đúng rồi, nó khóa luôn. À không phải, đây là cửa sau. Đi từ cửa trước vào thì là đường lên nó nằm bên này. Đây, vẫn còn nguyên. Kinh quá. Cảm quá. Thật đáng sợ. Thôi, đi thôi. Lần não bị kẹt ở cái hành lang này. Ủa đường ra đâu nhỉ? Có câu là chờ đến sáng á. Chờ đến sáng rồi sao? Sẽ có chuyện gì xảy ra à? Thì ngồi thiền. Sáng chưa? 6 giờ là sáng rồi còn gì nữa. Sáng trưng. Giúp Siri xử lý công việc ở Novigrad. Trời ơi, nhiệm vụ còn dài đấy. Hờ, cái giếng ngay đây thật. Rất nhiều công việc nhiệm vụ ở đây luôn. Thôi mình sẽ giúp Cheese một tí đi. Lâu lâu không gặp Cheese thấy nhớ nhung rồi đấy. Mình cũng chả muốn sơ múi gì cô ấy đâu.
toàn tâm toàn ý với cả Yennefer rồi. Chis ơi, em ở đâu? Mẹ, có cái quán rượu này ế ẩm thế, chả thấy khách đâu, toàn mấy cái con giống như cà ve nó ngồi này. Chán thật không. Đây, chị ở cái phòng này. Còn cái thằng kia thì nó ở tầng trên nữa cơ hả? Tầng phòng xịn nữa. Đây, Cheese. Greetings, Triss. Have you lost your mind? You went after Imlarith by yourselves? Bọn anh đến thành công chứ có gì đâu. How could you put Siri in danger? Mọi chuyện đều ổn mà. Như Yennefer vẫn nói, dù gì cũng thành công rồi, chả có vấn đề gì phải tức giận ở đây cả. Bà này cứ quan tâm đến mình thái quá. Any success with the launch? Anyone out there willing to help? It doesn't look good. Ida outright refused, while Francesca won't budge from her little realm with a war raging. We don't know about Frangilla. Haven't been able to contact her. Trời ơi, các thành viên coi như là gần như là trái đồng ý rồi. Dandelion set her up in a room upstairs. She's resting, slowly recovering. Damn shame Kira won't be here to help. Thật tiếc Kira không ở đây để giúp. There's still a chance we'll find Philippa. Kira, anh thịt xong anh giết cô ấy rồi. Giờ tìm Philippa. Ơ, chết cha. Cái chuỗi nhiệm vụ tìm kiếm Philippa mình không làm. Tóm tắt, trọng tâm thôi. In short, she was here at this inn under our noses the whole time. Transformed, seated on her. Philippa biến hình đậu trên cái giá. Ô, con cú của Zoltan ở đúng rồi, tỏa là mình không nhớ ra. Có một lần Zoltan khoe con cú. Yep, that's Zoltan for you. A man showed up here, fleeced Zoltan bare, then proposed to play for the owl. Đề nghị lấy con cú ra cược. À, thắng lại thắng. Chết cha, thế con cú bị lấy mất rồi. Who was it? Know where he lives? He's not from here. No one knows him. Đẹp chết cha. We got any leads? We have this. Cái lông con cú. Giờ phải đi tìm con cú rồi. Philippa the owl's feather. Thinking divination. Specifically hydromancy and a form of sortilege. We need a fountain where we won't be disturbed. Dạ, là tìm chỗ riêng tư hả? Đi luôn. One outside the passiflora could work. Nhà thổ, giờ đến nhà thổ cho nó riêng tư. Ngon. Đợi tự nhiên được hẹn hò riêng tư thêm một phát nữa. Nice and quiet. Shouldn't be any disturbances. Let's begin. Observe the water's surface carefully. We can't let anything go unnoticed. Ui, giật cơ mình. Em đọc thần chú gì á? Thần chú giúp chúng ta có thể làm việc giữa ban ngày ban mặt à? Một nhà tắm công cộng. À, chỗ thằng béo rồi. À, lại còn cảm ơn nữa. Vậy là thằng béo ngày xưa từng yêu cô Philippa đấy mà, nó từng kể rồi. Khả năng là nó biết cô Philippa biến thành con cú và nó đến, nó cố tình đánh bạc với cả Zoltan để mà lấy. Let's go to the bathhouse. Might not be too late. Come on. Đi. Tự nhiên hai anh. Cái nhiệm vụ này nó buồn cười quá. Cái chuỗi nhiệm vụ lần này này, nó buồn cười vãi đái ra. Một lần thì đi cùng Yennefer đến cái nhà thổ. Tiếp theo là gặp Cheese rồi thì vẫn cứ quay lại một cái nhà thổ khác. Not likely. Dijkstra never forgave her for sending assassins after him. And Philip is weakened, no doubt about it. Nếu em thích thì em cứ đi bộ đi. Ảnh đéo thích đi bộ. Lên cùng anh không em? Mẹ cái con ngu này. Thích chạy thì chạy. Bố đéo chạy đâu. Mẹ lắm. Thuộc đường đến nhà tắm rồi. Mấy lần bị lạc ở đây rồi. Cần đéo thì phải đi cùng. Cái gì? Sao mọi người chạy đấy? Chết cha. Sao nhạc hùng hồn thế này? À, cô hiện nguyên hình rồi.
À, cô kia kìa, ô cô mù à? À đúng rồi nhỉ, cô mù mà. We'll handle this. Oh no, no no, the sorceress stays here. À, không, chết đi với tôi. We're going together. Not a chance. It's fine, Geralt. I'll stay in case she tries to flee this way. Fine. Ờ, thế cô ở lại. Rồi, anh đi. Cuối cùng cái đéo lắm phải đi một mình. Chết mẹ, thằng này bị điều khiển tâm trí rồi. Đéo đánh nhau với bọn đó, bọn đó là người vô tội mà. Oh fuck. Vô tội thì tao phải giết thôi. Đéo cách nào khác. Sao con mẹ này nó thô thiển thế nhỉ? Ôi giời, nó còn điều khiển cả con trôn nữa, con trôn này hiền lắm. Mình không muốn giết nó đâu. Chim đẹp không nói. Chim đẹp nói không chứ, con cú ấy. Ý nó là cái cô pháp sư kia, cô nói không cho đi. Tôi muốn giúp cô ta thôi mà. Ever had a stomach ache? Ache? Từng ăn browner thối thế là bị đau bụng. Her stomach aches like she just ate 100 old drowners. But no one. À, đây là đang đánh vào lòng trắc ẩn của con troll này. Thế là nó sẽ cho mình qua để cứu cô Philippa đấy. Lừa. Đúng rồi, mình thương con này lắm, nó hiền lắm. Chả muốn giết con này tí nào cả. Rồi, cảm ơn, tôi qua đây. Cái gì này? Cho mẹ nó, con mẹ nó đốt sạch người rồi đây. Trời ơi, cuối cùng mình vẫn phải quay lại cái hang này lần nữa. Sẽ làm xác chết thế này. Dưới này không còn cái cỏ độc nấm ma gì đấy nữa. Tôi bắt cô làm gì? Death mở triệu hồi quái vật rồi. Tao lại sợ mày quá cơ. Chết rồi, con lửa này thì chắc nó không sợ chảy máu đâu. What the fuck? Chắc phải dùng phép queen thôi. Đấy. Còn mẹ mẹ múa một đường kiếm mà chết. Quá vần nguyên tố lửa thế này thì chảy máu đéo gì đúng không? Hay quá, tự nhiên lại có đồ nhặt được, quá ngon. Chảy máu đi. Khiên phép thuật à? What the fuck? Chắc phải có cách nào qua bên đấy chứ nhỉ? Bị mù thì làm ăn đéo gì. Rồi, ngược cũng được đấy, ngược cũng đẹp đấy. Stop squirming. If I wanted to kill you, you'd be long dead by now. What do you want? To torment me? Điền, ta đéo cần đâu. Mù như cô trông xấu xấu, có cái gì tôi cần. Được cái ngực bự thế chứ cũng chả có cái gì hay ho cả. Kéo dậy à? Dậy. Biến thì con cú mà không nghe được chuyện bọn tôi nói chuyện à? Betray me, and I will. Relax, not planning on it. Triss is outside, she'll explain everything.
cặp Chiss chắc là sẽ vui hơn. Deepest apologies, but the lady will come with me. Nghe thằng này từng yêu Philippa mà. I don't have time for this. Get out of my way. I've no quarrel with you, Geralt, but Phil and I have lots to talk about. Remember the assassins you sent after me, darling Phil? A grave error. Such matters. À, ngày xưa từng yêu nhau thôi, còn bây giờ thì ghét nhau rồi. Now demonstrate. Not gonna demonstrate a damn thing. I need her. And I don't give a flying fuck. Ơ, mẹ. I've waited this moment forever, so very sorry, but I care as much about your plans as I do about the snows of Mahakam. Philippa will come with me and answer for all the courtesies she's paid me. Nói cho anh biết âm mưu của hoàng đế, nếu anh để chúng tôi đi. Gạt sang một bên. Thôi được rồi, mình không nên thô bạo với ông này. Nói cho ông ấy, âm mưu của hoàng đế là sẽ chiếm cứ cái chỗ Novigrad này đúng không nhỉ? Always knew the value of information, Dijkstra. Which is why I don't believe you have anything I don't already know. The Emperor of Nilfgaard wasn't able to sway the trade corporation. Opposition nibbling at his ass, eh? Seems the white flame won't dance. Có vẻ như ngọn lửa trắng không nhảy múa trên bồ chôn cả thù được lâu nữa đâu. The Emperor wants to abdicate, give her the throne. Cyrilla? Impossible. This could change. Chắc chỉ đang lừa thằng này thôi chứ ông vua thì chưa biết được Ciri đã về đâu. Philippa will help us protect Ciri from the wild hunt. Go. Rồi, bây giờ là nó ưu tiên việc bảo vệ Ciri vì Ciri sau này sẽ thành nữ hoàng của Nilfgaard mà đúng không? Sorry to take so long, but I had to deal with the guards. Chào nhau mà giọng nha khó khăn hằn học thế. I've been better. I'll get you out of here. Gonna be all right. Yeah. Thanks for your help. Ừ. Hai người tự lo cho nhau đi. Ui vãi cướp lại dịch chuyển mẹ, có mấy bước chân mà cũng dịch chuyển. Trời ơi, có xa xôi lắm đâu. Bố có nhà này lại tan hoang một lần nữa. Thú vị thật, lần nào đến đây cũng tan hoang hết cả lên. Và chưa sử dụng cái dịch vụ tắm này một cách tử tế lần nào. Đi tìm Ciri cái đã. À thôi, đi tìm thằng Avalas này, xem có gì hay ho nào. Mình sẽ giúp Ciri cuối cùng. Con gái cưng là phải làm cuối cùng để toàn tâm toàn ý. Mấy nhiệm vụ phụ là chưa làm bao giờ đâu nhá. Âm nhạc ở đây vẫn hay quá nhỉ. Cái thành Novigrad này đúng là cũng không làm mình thất vọng mỗi lần trở về đây. Lại âm nhạc nổi lên rồi. Nào, để lên xem căn phòng Ruby của cái thằng Avalas này nó có ngon không. Ủa, hình như đi thêm nữa mà đúng không? Phòng Ruby, phòng to nhất, xịn nhất luôn. Nào, mày có chuyện gì muốn nói với tao nào? Ô vãi cướp. Cần khăn giấy không? Úi rồi, hóa ra là tưởng thằng này đang thẩm du. Sao lại vẽ bậy vã thế này? Nói chung là vì thằng này giúp đỡ Ciri thôi, chứ không thì ông lại cũng không tin thằng này đâu. Ông không thích. Lúc nào nói chuyện với Avalas cũng có cái tâm lý gọi là dè chừng ấy. Ai gặp cái thằng này cũng đều hoảng sợ cả. Nói thẳng đi xem nào. Khả năng là cái sự giúp đỡ của nó với Ciri cũng là có mục đích. How do we get rid of them? Caranthir is a loyalist, but Gels, that is another story. He was a devoted follower of our former king. À, đức vua trước. Ô, Eredin đầu độc vua. À, nhưng bởi vì yêu quý chúng tôi á. Anh nghĩ Geo sẽ phản đối Eredin sao? Sao anh biết được đấy là Eredin đầu độc? Or are you bluffing? Eredin made sure very few individuals knew of his betrayal. Most are now dead.
Dù gì cũng đây là tin đồn thôi mà, cũng không thể tin được. Đôi khi NPC trong game này nó nói dối thì sao? And I have an idea how to use this knowledge. Fine. So what do you propose? Why, to bring Gels here. Show him the truth of what happened. Fabulous plan. If we only knew where to find him. Đúng thật, bây giờ mà không biết tìm ở đâu nữa. In the land of the NL. Think you're forgetting something. You and Siri might know how to travel between worlds, but me, not so much. You clearly know there are many other worlds apart from the one where we now stand. Đúng rồi, còn rất nhiều thế giới khác nữa đấy. Theo như Siri từng kể là hai người này từng ở nửa năm ở một cái thế giới mà có máy bay bắn nhau các kiểu. Theo như lời của bạn một bạn bình luận cái video đấy là giống kiểu thế giới của Cyberpunk 2077. Ừ, giống thật. Thế giới viễn tưởng vãi đái. Between this noble edifice and the butcher's yard. That's our chance. Shall we go? Đi luôn thôi. Sao có ai cứ đi ra đi vào cái nhà này nhỉ, địt mẹ. Cái phòng này cứ đi ra đi vào như chỗ không người ấy. Phòng Ruby, phòng VIP, Deluxe mà nó vớ vẩn ấy. Supposed to drive a godling from here. Supposed to? Decided it was harmless. Đi theo, đã biết ai đi theo ai luôn. Băng qua không gian và thời gian, tên nhiệm vụ hay vãi. Cái khu này quen nhỉ? Ơ, đây là chính là ngôi nhà ma ám mà đúng không? À, đợt đấy mình có xuống đây rồi. Thấy cái chỗ này nó có vẻ như là đi đường mà lại đéo đi được. Hóa ra là dùng để cho nhiệm vụ này. Ngôi nhà ma ám của Coroni, cô đồng báo mộng. Đi, lên thôi. Search for a place that looks like this one. We shall meet sooner or later. Cứ tìm một cánh cổng giống như thế này thì sẽ gặp lại nhau. It's possible. I lack your ward's talent. Zirel is the lady of time and space. Thằng này cứ gọi Siri là Zirel. It's time. Bịt mắt trông buồn cười vãi. Có cái gì đâu mà lại phải. Dịch chuyển thế giới lại phải loading map rồi. À, có lạc nhau đâu, vẫn đi cùng nhau đây. Ủa vãi, thế giới khác thật luôn. Đây là chỗ nào ấy nhỉ? Không có bản đồ. Where are we? Welcome to the Didowet Desert. Sa mạc Didowet. Ever seen such canyons in your world? Come, we must go. Này, trông trái đất của mình nhỉ? Ờ, không phải. Thế giới lại có nhiều mặt trăng quá. Có các hành tinh ở gần. Ui, sao bay đầy trời luôn. A very old world, thoroughly raped and destroyed. Vãi thật, băng qua khuyên không gian và thời gian. Nhưng mà cái ánh nắng này đẹp nhỉ? Cái engine này nếu mà làm về những cái game hoang mạc như này cũng tương đối là đẹp luôn đấy. Mình liên tưởng đến mấy cái game như kiểu ở game kiểu là Star Wars, những hành tinh của toàn hoang mạc như này, giống vãi. Khu này chắc chả có gì khám phá đâu đúng không? Ê, hình như không chạy được là do hành trang quá nặng à? Không phải. Không, hành trang thì đủ, hành trang thì đủ. Chắc là do không có con ngựa thế nên là không chở nhiều được thôi. Thế mình tháo bớt đi một tí nhá. Có mấy cái vớ vẩn vứt mẹ đi. Ui, kiếm này cộng 86 cơ. Wild Hunt Warrior. Thôi, kiếm của bọn Wild Hunt mình đéo cần. Vứt bớt đi cho nó nhẹ. Kiếm chích ra, kiếm này đâu có cần. Đây, cái kiếm này là của ông vua. À đâu, nhầm. Bố của vua Skilligi tặng. Thanh kiếm mùa đông, chúng ta phải giữ. Or the bottom of a sea. Mean there were water creatures here once.
Mặc dù mất cái dấu hiệu báo là hòm đồ chặt rồi nhưng mà cũng không có chạy được. À chạy được rồi. Mẹ chỉ chạy khi mà mình đứng xa nó thôi chứ đéo chạy thẳng được. But as it turns out, not even that could stop them from exhausting all the resources of their world to the last drop. Tiếng gì ấy? Vai thật, gió lốc cuộn tròn nhìn quả cảnh đẹp thật đấy. Đẹp quá à? Có lẽ nên đi xa xa nó tí để còn chạy được. Hình như là nó sẽ đứng đợi mình ấy. Đây rồi. Cổng dịch chuyển. Appearances can be deceiving. So what are we waiting for? For it to open. Shouldn't take but a few moments. Để làm đi. Chờ mở ra hả? What's going on? Cái đéo gì đây? Lũ cua cát đẹp mở lại đánh nhau với cua cát. Không biết đánh nhau ở đây có nhặt được cái gì hay ho không? Tỏ thế. Ra đây nào chúng mày. Không nhặt được đồ à? Ơ bọn nó không ra đồ gì để nhặt được à? Vui tính đấy. Đây rồi, có đồ đây rồi. Không được, tao phải nhặt đồ đã. Ok, xong chấm được. Ô đụt, còn mẹ nó chứ lệ. Ơ mẹ, chơi mấy ngày liền không sạc pin, thành ra khổ thế đấy. Nhặt đồ, mẹ toàn lưu hình thôi. Thịt tối giữa với lưu hình, ồ thế lại cũng chả có gì đáng giá cả, thế đi thôi. Cái này ở nhà thiếu đéo gì, ở quê không thiếu. Lại đến đâu đây? Lại đến một nơi khác. Thôi xong, đến bây giờ là lang nhau thật rồi, mình phải tự tìm đường rồi. Ồ vãi cứt. Thế giới nào này, ồ ở xa thế. There it is. Shit. Xa quá luôn đấy chứ không phải là hơi xa nữa. Như hành tinh khác luôn, một thế giới khác mẹ rồi. Mấy cái chỗ dưới là xuống thấp là sẽ dễ bị nhiễm độc. Ở trông thế tôi cũng không xa lắm đâu. Cố gắng đi thì cũng được. Ô có trụ đá năng lượng ở đây à? Ô mẹ điêu nhỉ. Khắc thế giới mà. Vui tính đấy. Khắc thế giới mà cũng có người xây trụ đá ma thuật cho mình. Ô quan trọng bây giờ còn đi lên trên đấy kiểu gì nữa cơ. À đây rồi. Vào thôi. Lại lơ lửng ở đâu này. Ôi dưới nước luôn. Đủ mê. Không có gì nhặt được ở đây cả. Tôi cứ bơi thẳng thôi. Ôi dồi, đã không thích dịch chuyển thì chớ là còn phải đi khắp nơi thế này. Vẫn còn ướt. Chỗ này thì lại băng giá. Đù mẹ, lạnh quá. À, dùng lửa đẩy ra. Ôi dồi, mẹ ơi, lạnh quá. Sẽ chết cóng nếu không trốn vào đâu đó. Đéo ăn thua rồi. À vậy là cứ phải vừa đi vừa tìm chỗ cover. Chứ không là chết cóng luôn đấy.
Đây có làng nhỉ, giống như nhà ngói ở Việt Nam chưa? Chết cha rồi. Tìm chỗ cover nhanh 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 nhanh. Mẹ đó, mẹ hồi máu đi. Kinh tởm thật đấy. Có kịp hồi không đây? Tôi đi đi. Nhà giống nhà Việt Nam chưa? Có ngói nhá. Trượt. Ôi tôi bỏ con mẹ. Phải đi từ từ mọi người ạ, không thể trượt được. Vô lý nhỉ. Cùng là phép lửa mà chỉ đẩy được cái từng đấy thôi. Freeze to death if I don't hide somewhere. I gotta find that next passage quick. If I can just find cover along the way, I should make it to the passage. Để có chỗ che chắn đây này. Cứ đi từ từ cẩn thận thì sẽ ngon thôi. Là còn nhận lấy được đồ nữa chứ. Chắc phải xuống kia kìa. Nhưng khả năng cao là vẫn phải sang bên kia. Ui. Quan trọng là giờ đi đâu chứ lại. Ê có đường trượt này. Nãy giờ không đi đúng đường. Nãy giờ đi sai bảo sao. Đến nơi rồi. Đấy, đâu có gì khó khăn đâu. Light in a place like this. Someone must have lit it. Đúng rồi, ngôi làng này thì còn ai sống được nữa. Grouchy elven sage. Snow's up to the rooftops. I wonder how long this blizzard's been blowing. Chỗ này không núp được à? Để chắc chui vào nhà chắc được. Ủa cái gì đấy? Tuyệt vời. Might have expected this. Chết mẹ mày đi. Chết cháy đi con. À thôi, đốt lên đi. Chỗ này đéo vui thế nào cả. Già là lại lạnh luôn. Đây là cái gì này? Đá cổ ngữ giấu ở cái nắp hòm. Đéo ổn rồi. Cứ phải chắc phải cứ phải chui hết nhà này qua nhà nọ thôi chứ. Đi là không ăn thua. Không tự đi được. Lạnh quá. Trên này có cái gì? Mẹ đéo có cái gì mà cũng cho đường lên. Mất công thế nhỉ. Chết con mẹ, chết con mẹ. Đây có cái nhà này. Chắc sắp đến nơi rồi đấy. Kìa rồi. Đây có lửa này. Ui đi bẹ cái gì đấy. Đéo vui đéo vui đéo vui. Vào trong này đánh nhau đi chúng mày ơi. Chảy mẹ mày máu đi. Vào đây. Sợ à? Thôi. Xem là Avala đến đây chưa nào.
Took you a while? Did you run into trouble? Rắc rối con mẹ hả mày? Vòng vo vãi cứt. Just taking in the sights. Tại đi ngắm cảnh nhưng mà có gì đâu. What is this place? Feels like I've been here before. You have. You fought Eridan's projection here. Before that, Ciri fought here. For you. Ciri đã chiến đấu ở đây vậy? Talking about. Đã từng chiến đấu với cả Eridan qua cái ảo ảnh ở đây hả? Vậy là thằng đấy cũng đi qua các thế giới đúng không? Ciri came for you. She sensed you were in danger, tore you from the hunt's grasp, then deposited you in the woods near Kaer Morhen. Ồ, vậy ngày xưa Ciri thả mình ở Kaer Morhen, thế nên mình mới thoát được. Why didn't she say anything? What would it have changed? Đây là thế giới nào đây? Where are we? World of the NL? No. Vẫn chưa đến. Một thế giới bị hủy diệt bởi cơn đại băng hà. Đạt. Chứ sau này bọn White Hunt mà thống trị cái thế giới của ông Witcher này đang ở ấy. Thế thì cũng kỷ băng hà này gọi chết hết còn gì nữa. So calm when you say that. Eridan. Care to clarify? Not here. Not now. Mẹ không phải bây giờ, không phải cứ nói chuyện thế thì nói chuyện làm đéo đi thôi. Doesn't look safe here either. Let's go. This way. Next passage. When will it open? Shortly. Đi nhanh, tôi chán ở đây lắm rồi. Tinalia. Tinalia. Đọc ngáo ngã cả mồm luôn. Để biết đây là chỗ nào nữa. Ồ. At last. This Tinalia. The Palace of Awakening. Formerly the Moon Palace. Gel's headquarters. Ướt lên cho nó sáng. Nè sao mỗi lần đi sau mày tao phải đi bộ thế hả? Ê có quyển sách này. Báo cáo. Mày chưa được dịch. Ô thế giới này đẹp chưa? Beautiful. I'm glad to know you appreciate it. Elven architecture is a bit more sophisticated. À ở đây thế giới của người Elf rồi. Ôi dồi có một thác nước to đùng. To tổ bố có than mày luôn. Đủ mẹ ui chim bay. Đẹp quá đẹp quá đẹp quá. Ô cái gì này? Vẽ tranh à? Vẽ tranh khỏa thân út đẹp mẹ. Oh, who's this? And why are they here? I believe we're done for the day, my tulip. Be a dear and leave us alone. Phá hoại thời gian sáng tác nghệ thuật của người ta. Thật là không hay ho gì cả. Crevan Spain, Corman Maka and the Witcher of Rivia. Ketmill. Do you like my new model? Something of Lara Doran about her, wouldn't you agree, Crevan? Her height, perhaps. Nothing more. I see I've touched a tender spot. So let's change the subject, shall we? Care for a drink? Uống hả? Uống thì uống. Got any vodka? Oh yeah, I keep forgetting you don't touch that filth, disgraceful as it is. I must admit, you appearing here, quite the surprise, Witcher. Cái mặt nó đa nghi nhỉ? Ồ chết mẹ có lính rồi. Incidentally, interesting choice of allies. Do you think Avalach is honest with you? Avalach có vẻ ông bị bọn này hoài nghi quá nhỉ? Tôi đã quan tâm. No, but honesty is not a facet of your species. Các người đứa nào cũng lươn lẹo cả thôi, chả quan trọng. I detect a shadow of impatience in your faces, it seems. So what brings you here? I've come to tell you who killed our king. Ai quan tâm? You've gone through a great deal of trouble to reach me. So I must believe you've put equal effort into preparing this lie. You shall see the truth. Nói chung là tộc Elf, các loại tộc khác nhau ấy, thì thường ở những cái thế giới khác nhau. À, trong cái thế giới của Witcher này có một cái câu chuyện, nó là một sự kiện, nó là sự kiện hội tụ. Nó làm cho các cái thế giới nó đan xen vào nhau, tự nhiên lại những cái thế lực từ thế giới này lại sang thế giới khác. Thế mới tạo ra những con quái vật, thế nên mới hình thành những Witcher săn quái vật đúng không? Nói thế đủ rồi đấy, đi thôi. Where to?
if I might ask? To the world of the Enshei. Directly this time. Let's go, before any guards show up. Đi mẹ, khổ thân cô kia ngồi cho nó vẽ. Nó vẽ ra cái bức họa xấu mù. Trông như cứt. Đéo ra cái đéo gì. Nghệ sĩ. Picasso. À, loading lâu thế này là lại về thế giới cũ rồi đấy. À, vừa hướng dẫn rồi. Nếu thể lực xuống không thì những cái thằng băng giáp khiên nó sẽ hạ khiên xuống. Lúc đấy mình dễ diệt nó. Ờ, Siri đang đợi sẵn ở cái nhà này luôn. Đúng rồi, cái cổng dịch chuyển ở dưới hầm nhà này mà. Nhà cô đồng báo mộng luôn. Greetings, Cyril. So it's true. Con nhạn là kết thân với con cáo. Còn tao là con sói đây. Tự nhiên cô kia lại bất đắc dĩ ngồi đây nghe à? Tried to force you to warm our king's bed. Treated your body like a side of pork. I remember. But I also remember what you advised Eredin do with me once I was caught. And I remember what the Red Riders did at Kaer Morhen. Vãi. Avalas từng có cái kế hoạch để cho Ciri lên giường với cả vua của Elf á. Chuyện vớ vẩn hay cái gì này? À, nhờ cô đồng báo mộng này cho thằng này một giấc mơ để biết được sự thật là gì. Call for revolution and proclaim Avalach our new king. Tôi chỉ chống lại Eredin thôi, chẳng quan tâm gì hết. Very well. Have your oracle summon dreams of my king's last moments. We shall all dream them to make certain there are no misunderstandings. Why not? Nhìn cái mặt ghét này. Cái game này nó khắc họa tộc Elf chán quá. Ôi rồi, khổ thân cô đồng. Úi rồi, trận người ánh ngược mắt lên. Ông kia ông tin nữa hả? Đức vua cũ đây. Uống nước uống rượu bị nó hạ độc. Lăn đục đã ngửa ra. Đức vua vạn tuế. Đúng mẹ rồi. Ông kia tỉnh rồi à? Sao đấy? Vẫn đăm chiêu. Gãi gãi má. You must face him on your terms. In this world. In a place of your choosing. It's your only chance. Sail to Skellige and find the Sunstone. Tìm viên đá mặt trời. With it, you will summon the Naglfare. Dùng cái viên đá mặt trời để triệu hồi Nafla. Nafla. Phải bố mấy cái chữ này khó đọc thế. À, bây giờ là kế hoạch của chúng ta đã được một nửa rồi. Đó là cách ly hoàn toàn cái thằng Eredin. Bây giờ người tộc Elf sẽ gọi là không đứng về phía cái thằng Eredin ấy nữa. Bởi vì sự thật đã được tiết lộ. Eredin là thằng giết vua. Đấy, bây giờ là mình sẽ đi triệu hồi thằng Eredin. Hay lắm. Hay lắm con gái. Nói chung là tự nhiên là cách ly cái thằng Eredin nó khỏi quân đội. Tộc Elf là nó thành công gọi là mỹ mãn lắm rồi. Chứ còn quân Wai Hàn Đông hung hãn đánh nhau với bọn đấy thì đúng rồi, hết ngày. Giờ đợi ông ấy quay lại. Quay lại đây rồi. Geralt's worried. He believes we let Gales go too easily. Tôi chỉ muốn cẩn thận thôi. Can never be too careful. Agreed. Yet I do believe Gales will keep his word. Withhold support. Lần tới mà chúng ta tấn công Eredin là sẽ không được viện trợ nữa.
Care to share it with us? Once we find the Sunstone, aided by your sorceresses and their magic, we shall draw Eridan's ship to a bay along the coast of Undvik. Lại khu vực quần đảo Undvik. Cứ khu vực quần đảo đấy không có người sinh sống luôn. Rồi tấn công ở đấy cũng được được đấy. Đặt bẫy ở đấy. Just like that. Defeating Eridan will be no small feat, but we will accomplish it. Find the sorceresses of the lodge and we'll meet at the port. Then we sail to Skellige. Bây giờ sẽ cùng Siri đi làm nốt công việc ở Novigrad. Đó là nhiệm vụ cuối cùng trong cái chuỗi này. I was lost in Novigrad. I had my share of troubles. So I heard. A few people helped me then. Others, not so much. Bây giờ cùng Siri đi trả cả ân lẫn oán với những người mà gặp Siri ở khu vực Novigrad này. Ok, đi cùng luôn. Lead the way. We'll start with the bits. Who are we gonna do? Đến khu bit trước à? You'll see. Thăm ai ở khu bit nhỉ? Quên bá hết rồi. À, thằng Junio mình chưa giết đúng không? Khả năng sẽ phải gặp lại cái thằng đấy đấy. Almost there. Where are we going exactly? To see Horson Jr. À, thằng Junio. Đấy đâu phải đường đến nhà Watson đâu. Wrong direction. Nhà thằng Watson vừa nãy mình còn đi qua rồi mà đúng không? So I thought. But I think we should check something first. Zoltan claims the word in town is we're more likely to run into Horson around here. Nghe đồn có thể gặp Watson ở vị trí này à? Coi thằng này. Why are you doing this again? I want to look him in the eyes. Không phải. What then? Ở thằng đấy bây giờ chắc là bị ba ông trong cái bộ tứ quyền lực của thành Novigrad này, truy cùng diệt tận được cái đội nữa đúng không? Đùa vẽ truy nã Chis này. Con dê giả ngu. Đây nó này. Not what I thought I'd find. Thành ăn mày mẹ rồi. Orson Jr. wasn't a pious man, but there came a moment when he prayed to all the gods at once for his life. Since the gods disliked Junior. Đó đấy, mình tha không giết nó thôi, bởi vì mẹ nó thật là cái thằng này bệnh hoạn. Nó giết bao nhiêu người luôn. Toàn các cô gái vô tội, gái bán hoa đến. Nó bóc bánh trả tiền là xong rồi, nó còn giết người ta nữa. Nhưng mà mình không chấp nhận. Mình không để cho thanh kiếm bị vấy bẩn mấy máu của nó. Xứng đáng bị như thế. Come, let's see. Bọn lính à? Lỗi ghê, bọn lính nó quẩn với nhau vãi đái. Ai đấy? Quên tao rồi à? Remember me? You can't. You little ass fucked whore. Thôi đi, mẹ nó có chửi mình nữa. You pay for what you did to me. I'd watch your words if I were you. Witcher! It's all your fault. At me, you cocksucker. I've naught left. Not a bloody scrap. Chả con nó còn ném đá nữa kìa. Little shit. Con chả con mất dạy nhỉ. Thằng ăn mày có làm gì nhau đâu mà mẹ cũng ra đáp đá. Đáp chết người thôi. On the way here I didn't know what I'd do. Killing him was definitely an option. Still want to? No. This is worse. Đúng rồi, để cho nó sống mới tạ. Giết thì vui quá. Where are we going? The Golden Sturgeon. A girl who works there helped me. Một cô gái làm việc ở đó từng giúp con hả? Cô nào nhỉ? Quên mất rồi. This girl we're going to see. Who is she again? Friend of Dandelion's. Her name's Bee. Cái tên gọi là Bee. Cô ấy là phục vụ ở quán. Người đã giúp liên lạc với Dandelion. She risked a lot. Risked a lot? How's that? The temple guard were breathing down my neck. Ồ, đúng là trên đời cũng có nhiều người tốt quá ha. Always getting into trouble. I take after you. Mẹ nó chửi thằng đột biến rồi.
quá nào để trông sập sệ thế. Payback trả ơn. Nó cô đang gặp rắc rối, mình giúp là chắc chắn rồi. đi mẹ, mày láo toét thật. Tự cút ra khỏi đây. You're a fucking freak too. He is. Very dangerous at that. The butcher of White Orchard. What did he do there? Trim the trees? Cắt tỉa cây cối chắc mẹ khinh thường nhau ấy nhỉ. Off the village. Dragged the bodies of the alderman and his wife behind his horse to Novigrad. Let's get out of here. That's pretty good advice your friend's offering. Sorry. Thank you. I seem more determined this time. Shouldn't cross them, I told you. I'm to bar non-humans from this establishment because some thugs threatened me. Not likely. It's so good to see you, B. Cô là xinh gái nhỉ? Mỗi tội mặt hơi nám chứ. Is your charming companion? Người đồng hành quyến rũ này là ai đây? Vãi cứt. Là cha. Tôi là người bảo vệ những người bị áp bức. A defender of the downtrodden. Mình bị cảm cúm quá nặng luôn rồi đấy. Nói năng nó rất là khó khăn. Có thể giúp tôi phục hồi á? Phục hồi gì? Control yourself. This is Geralt. Geralt. Là cha tôi đấy. À, tí nữa bị vèo vãn. Very nice to meet you. I've heard so much. Really? What for example? For example, how you've saved her from woes so many times she's lost count. And how you always know how to make her laugh. Siri khi mà kể về Geralt hay quá ha. The ladies, however. B, I'm standing right here. Tôi đứng ngay đây đấy. Nói vơ nói vật. So, what brings you here, darlings? I wanted to thank you for everything. Oh, stop. Anyone would have done the same in my shoes. Làm gì có chuyện đấy, có phải ai cũng giúp tôi đâu. Thank you. Cho tiền à? This is for you. A trinket to remember me by. Oh my. It's beautiful. Thank you. So, will you stay for stew and keep slaughtered a piglet this morning? Thanks. But we must still visit Far Corners. Ah, off to see Valdo, eh? Well, shan't stop you then. They'll feed you properly there too, no doubt. Farewell to you both. And do take care of our Witcher. Tất nhiên tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Con gái tôi mà. Giờ lại đi tiếp hả? Bê bếch trả ơn xong rồi, giờ làm gì? Trông có vẻ được. Chà thật là tệ hại. Tao có nói gì đâu. Trông đẹp thì mình bảo đẹp thôi. Khu gánh xiếc toàn dị nhân. Lúc tìm Triss là phải qua gánh xiếc đấy à. Hay là cái nhóm xiếc mà mình từng liên lạc nhỉ? Vì cái bọn xiếc nhà cũng ở gần của mấy cái ông bà nhà nghiêng nghiêng cho Triss ở nhờ ấy. Lấn lộn. Then introduced me to B. And through B, I found Dandelion. You know the rest. Không phải rồi, nhà này nhà khác rồi. À không phải nhà này à? Không bảo tao sớm. Ồ, gánh xiếc lưu động ở ngoài này à? À lưu động ở ngoài trời mà đúng không? Đồ quỷ sứ hiện hình, cô đã đi đâu thế? Đồ quỷ sứ. Xin chào. Đưa ông nội theo. Nói chuyện cợt nhả vãi. Likewise, and thanks for helping Siri. Oh, we had no choice. Found it hard to refuse a lass like her. Well, good you're here. Come in the nick of time. À ngày mai là những người đã đi rồi hả? Tổ chức tái định cư cho dị nhân nên phải đi ngay.
À, có hai con ngựa mà lại con thì quá yếu. Yes, for some. I'm off to see a merchant. There's a chance I can trade our nags for a healthy horse. Ông lại định đổi mấy con ngựa già để lẻn lên một, chỉ một con ngựa khỏe thôi. Nhưng mà một con thì sao đủ đúng không? Để chúng tôi giúp cho. Anyway, we can help. Oh, don't fret about us. We always get by somehow. Right, Siri? What brings you here? I've come to apologize. I disappeared so suddenly, then... Ah, pish posh. What matters is you're back and you're well. This is for you. All that you loan me, plus a small premium. Siri, you know I can't take this. And you know I shan't let you refuse. I know. We'll make it the pot. Cô vẫn còn đua ngựa chứ? À, lại đánh cược tiếp à? Of course. Then I challenge you. Geralt, will you join us? Chơi luôn. Gladly. A man after my own spirit. Come. Đỡ đua ngựa đấy, mẹ tự nhiên tiền trả ơn thì cuối cùng đem ra để đặt cược hết. Thế thì tôi thắng hết à? Geralt, choose one of these. Coming, coming. Ủa, chứ giờ sao? Chọn một con đéo gì? Ngựa mình mà. Ơ kìa. Bắt đầu rồi. Cái này không đi đường tắt được rồi. Bắt buộc phải đi một đường. Trời ơi, có người đi giữa đường thế này, đua đúng đéo. Ok. Faster, you're trailing. Watch where you're going or you'll fall. Seems you've slowed. Just want to admire you. Có thấy mấy người kia tự nhiên kể chuyện về cái vấn đề ngựa già, ngựa khỏe đéo gì bây giờ lại không cần mình giúp mua ngựa mới hay là sao? Hay là có tiền rồi thì thôi. Still beat you. I let you win. Lovely race. Well, this calls for a celebration. Stay the evening. We've several barrels of Kedwin's best. Ông kia cứ đứng lắc đầu ngao ngán là sao? Fires to be lit soon round which all will gather. This night shall be ours. Mình bảo là chúng ta có thể giúp được mà. Không nhờ giúp thì thôi chứ. Hay là phải lựa chọn là hỏi thăm riêng thì nó mới nhờ mình. Perhaps it's not my concern, but I'm glad you and Yennefer have ended up together. À, đúng rồi. Tôi và Yennefer yêu nhau mà. Guess we both needed a while to grapple with it. Cần rất nhiều thời gian để đấu tranh cho tình yêu đấy. You know, when the wish lost its hold. Điều mất tác dụng á, chả có cảm giác gì cả, vẫn yêu như thường. Well, there we were, the two of us on the mountaintop. I looked at her and felt like I was exactly where I was supposed to be at long last. Ồ, đẹp thế nhỉ. I'm glad we stayed. Me too. Ừ, ông kia tẩy trang rồi. Đứng biểu diễn. I like them too. I'd love to join them. Drink and race, travel from town to town. Ước mơ của Siri đó. Don't worry a whit about anything. Thế thì ta không đưa con về là đúng rồi đấy. Good plan. Think I'll go with you. Then our future's settled. If that is, there's more than ash left of us once this is over. Có vấn đề gì đâu nhỉ? Mình thấy là mình không nên đưa Siri về gặp thằng bố kia. Mình rất ghét cái thằng đấy. Một cái game mà không có tuyến tính ấy, thì mình sẽ thích những sự lựa chọn mà mình mang tính gọi là cá nhân hơn. Con sợ rằng đánh bại bọn kỵ sĩ mới chỉ bắt đầu, ít nhất là với con. Ý con là sao? What do you mean? You promised. In jest. Đùa thôi. Sometimes I wish I could be like them. Me too. Being a witch is a burden sometimes. As is my inheritance. I'd so like to be ordinary.
Tự nhiên được làm đứa con của dòng máu cổ xưa. Con mới là người quyết định mình là ai, đừng có mà phải lo. Vĩ đại không vĩ đại, chả có gì vĩ đại ở đây cả. Tự nhiên đấy là một lời nguyền thì đúng hơn. Đúng rồi, đấy là lời nguyền thì đúng hơn. Tự nhiên cho cái tài năng làm đéo gì, rồi bị săn đuổi. Chúng ta sẽ đánh bại Eredin. Time to end this. Once we defeat Eredin, you'll be free. Really? Eredin's hardly alone. There are others. They have plans for me. It was the sorceresses of the lodge once. Now it's my father. Even Yennefer. You're forgetting Avalach. Avalach's different. He is intent on my gift not falling into the wrong hands, not spinning out of control. It's why he teaches me, protects me. Hy vọng con đúng. If you say so. You doubt it? There'll come a day when Avalach will ask you for a favor. Perhaps. But if so, it will be a very, very long time from now. And I'm certain whatever it is, he'll give me a choice. I will have the option to refuse. Hope you're right. That's Pablo. I plan to learn how to juggle one day. Incredibly useful skill. Finally found you two. Enjoying yourselves? Vui chứ? Mua được ngựa chưa đây? I'd rather know how you fared with the merchant. Managed to get some horses? Lost cause. The man refused to trade. I said I'd buy. He asked three arms and a host of legs for one. Và ai thế là ông này vẫn chưa mua được ngựa khỏe à? But we'll have to find another way to get them. Tiền đâu mà mua? Oh, I sense trouble. I knew you'd warm to the notion. We mean to sneak into the man's stable. With 30 head, a few more or less won't make a difference in his life. Vậy là đi ăn cắp ngựa. Đi ăn trộm đi, mình thừa tiền mình mua, nhưng mà kệ, đi ăn trộm cho vui. Gotta help those in need. Yes, yes, yes. Must say, you didn't seem the type to me. What type? Loại nào đây? Kiên định à? Tất nhiên tôi kiên định rồi, nhưng mà tôi cũng thích vui chứ. Kiên định thì kiên định cũng cần phải vui vẻ chứ. Ông nói chuyện chán thật. Đi nào. Rồi để tôi tìm cách vào trong. Xem vòng quanh có đường nào vào không. Lính gác này. Đi đường khác thôi. I'll go inside, open the door for you. Just keep the noise down. Đây rồi. Bọn nó đang ngủ. Có cách nào để xuống nó im lặng hơn không nhỉ? Đây có cái thang này. Hy vọng nó không dậy. Cần tìm đường khác à? Đây có manh mối gì đây? À, chìa khóa đây thế. Hồi hộp quá. Mẹ, chìa khóa để ngay bàn thế này. Phải, có cả bịt mặt luôn mọi người à? Ngoài cái có lính nhưng mà bọn nó không làm gì à? Úi dồi ôi, hết một đống ngựa luôn. Mua thì mua luôn được, mình thừa tiền. Nhưng mà thôi, ăn cắp cho nó vui, vui hơn đúng không? Hay hơn là bỏ một đống tiền ra mua. Phấn khích hơn hẳn. Did you see the two fools who tried to chase us? Almost tripped over their own boots. Thanks Geralt, that was splendid. Yeah, a nice change from killing monsters. Thanks for your help and for visiting.
It was so good to see you all again. Hang in there and take care of yourselves. Đúng là Siri may mắn nhỉ. Trên đường toàn gặp được người tốt thôi. Ngay cả cái ông nam tước đẫm máu ông cũng rất là tốt đấy chứ, có phải là không đâu. Got some things to take care of in town. See you, Geralt. Nhiệm vụ đã hoàn thành, payback. Rồi cái tập này mình làm nó hơi dài. Rồi mình sẽ hẹn gặp lại mọi người ở trong cái video sau nha. Tập này mình làm dài quá, nó cũng lông nhông, nó chả đi đến đâu cả. Chỉ tám mấy cái vớ vẩn thôi mà. Hy vọng mọi người vẫn xem hết video, ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký subscribe channel nha. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.